Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy buồn quá các bạn ơi, với lại Happy muốn đi du lịch quá à. Nhưng mà Happy không có tiền để mua vé máy bay đi các bạn ơi. Buồn quá các bạn ơi. Nếu như mà muốn đi á, mình phải làm để mình kiếm tiền đúng không các bạn ơi? Quên rồi chứ, ở nhà của Happy á có mấy cái đồ dụng cụ làm bánh rồi đó các bạn ơi. Hay bây giờ Happy sẽ đi lên nhà Happy làm bánh thì Happy bán nha các bạn. Đúng rồi, Happy thông minh quá. Thôi bây giờ Happy đi lầu thôi. Rồi bây giờ Happy sẽ đi làm bánh nha. Wow, ở nhà của Happy có cái tôm nữa nè các bạn ơi, với lại cái đồ quậy bột nè. Bây giờ Happy sẽ đổ nước vô nha. Rồi rớt nước nè, đổ vô. Xong, đổ một tí thôi. Rồi bây giờ Happy để cái tô ở đây. Happy để cái dĩa này ở đây đi. Rồi Happy bỏ đồ vô đây và mở cái bịch bột ra. Rồi bây giờ Happy sẽ quậy lên nha. Ây da, trời ơi quậy đến nỗi mà cái cây này nó ít ngược đúng không? Bây giờ mình phải quậy lên. Rồi quậy cho bột đều ra. Rồi bây giờ Happy sẽ bỏ vô lò nha. Ủa không, quên rồi chứ, Happy phải đập trứng ra nè. Rồi xong, Happy đã đập xong chiếc trứng rồi. Bây giờ Happy sẽ trộn lên. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ bỏ vô cái lò này nha. Cái lò nướng bánh đó các bạn ơi. Rồi bây giờ Happy sẽ chờ nha. Happy sẽ chờ 5 phút thôi là được rồi. Thôi bánh chín rồi, thôi bây giờ Happy lấy ra nha. Bánh chín rồi nè các bạn ơi. Wow, Happy đã có cái bánh mà kiểu như là lăn đường á các bạn, đẹp chưa nè. Rồi xong thì bây giờ Happy sẽ đi bán bánh nha. Nhưng mà như đây thì chưa có đủ đâu. Với lại cái bánh này rất là nhỏ luôn nè. Mà bây giờ Happy sẽ lấy cái dụng cụ dĩa bánh này xuống. Dĩa nè, mình để cái bánh này cùng cái dĩa to, tí Happy sẽ làm bánh kem nha. Rồi bây giờ Happy sẽ làm thêm cái bánh kem để Happy đi bán nha. Rồi xong bây giờ Happy cũng sẽ lấy bột trước nè. Và mở tủ lạnh ra. Lấy bịch kẹo M&M vô. Xong mở bịch kẹo ra nè. Xong rồi bây giờ Happy sẽ để vô. Rồi ấy nha, trời ơi để cũng bị rớt nữa chứ. Xong và bây giờ thì chúng ta sẽ quậy lên. Happy sẽ để lên bàn đi, tự nhiên để dưới đất quậy. Rồi quậy xong rồi bây giờ Happy sẽ để vô nha. Để vô đây và Happy chờ 10 phút. Tại vì cái bánh này nhỏ nên chờ 5 phút. Cái bánh này chờ 10 phút. Rồi bây giờ Happy sẽ chờ thôi. Ủa các bạn ơi, bánh xong rồi, bây giờ Happy sẽ lấy bánh thôi nha. Wow, đây là cái bánh kem của mình nè. Ui da, nóng quá nóng quá. Để lên cái dĩa á. Đó, các bạn có thấy bánh của Happy đẹp chưa nè. Và bây giờ Happy sẽ lấy nến nha. Bây giờ Happy sẽ mở cái tủ này ra. Và đây, nến của Happy nè. Và bây giờ Happy sẽ để ở đây nha. Ây da, trời ơi, để sao mà cái nến nó bị kẹt luôn. Rồi để lại đồ ăn vô. Rồi, và bây giờ Happy sẽ coi coi khách hàng nào muốn ăn nha. Để bây giờ Happy sẽ ghi cái số điện thoại lên nha. Số của Happy là 123 đó nha. Thì mấy bạn kia sẽ gọi trên máy tính cho Happy và Happy sẽ đi giao hàng nha. Bây giờ thì ngồi chờ thôi các bạn ơi. Ôi trời, lâu quá không có ai mua bánh của Happy hết, vì người ta buồn quá à. Trời ơi, tình hình như thế này chắc Happy không có tiền đi máy bay chơi luôn á các bạn ơi. Ủa có điện thoại hay gì nè, chắc người ta đặt bánh rồi đó các bạn ơi. Vui quá đi, để bây giờ mình mở máy lên coi. Alo, quý khách muốn ăn bánh gì nè? Tiệm của tôi là tiệm bánh nè. Alo, nhà tiệm bánh này có bánh kem không vậy? Có bánh kem chứ trời, để nguyên cái hình luôn đó. Wow, được rồi, dù gì hôm nay cũng sắp tới sinh nhật của tôi. Vậy hãy giao cho tôi cái bánh kem 2 tầng nha. Ui, bánh kem 2 tầng hả? Đúng ok rồi. Luôn. Đến địa chỉ số nhà là 222 nha. Ok, để Happy tới Happy giao liền nha. Rồi, bây giờ Happy sẽ đi lại cái chỗ gói bánh này. Chứ mà Happy không có cái đồ gói bánh các bạn ơi. Mà quên nữa chứ, quên hỏi cô đó bao nhiêu tuổi nữa chứ. Đừng lấy nến ra nữa. Ê bạn ơi, cho mình mượn điện thoại mình gọi cái này được không? Ok luôn. Beep beep. Alo, alo, ai đấy? Ơi, tôi là tiệm gói bánh hồi nãy nè. Cô ơi, cô mấy tuổi rồi? Ồ, cô hả? Cô 50 tuổi rồi. 50 tuổi hả? Đúng rồi. Ơi, không có số 5, vậy lấy số 40 ha. Được rồi, cho 40 cũng được, cho nó trẻ lên chút. Cảm ơn nha. Ui, cảm ơn bạn cho mình gọi điện thoại nha. 40 tuổi. Bây giờ mình sẽ lấy số 4 nè. Số 0. Rồi, bây giờ Happy sẽ để cái này ở đây đi. Để có gì tí Happy lại Happy lấy sao. Ôi ơi, Happy cắn cái nến mà nhìn mắc cười quá. Rồi bây giờ Happy sẽ gói nha. Rồi Happy gói xong rồi thì bây giờ Happy sẽ lấy cái nón mà đi giao hàng. Happy giao nha.
Rồi Giao thôi. Trời ơi, leo cầu thang nãy giờ mệt quá. Ui, đính đòn quý khách ơi, ra nhận đồ nè. Chờ chút. Đến rồi hả? Đúng rồi, đến rồi nè. Đâu, bánh của tôi đâu? Đây, bánh của cô đây. Dễ thương ghê. Bao nhiêu tiền vậy bé? 20. Cái tờ này là đủ luôn đó. Hay vậy. Trời ơi, thấy tôi cầm tờ 20 là nó 20, rồi lỡ cầm 50 thì sao? 50 thì 50 luôn. Trời ơi, biết vậy cầm 10.000 thôi trả tiền cho bé nè. Đó, bé lấy đi. Cảm ơn nha. Bye bye. Thôi mình vô ăn sinh nhật của mình thôi. Yeah, vui quá. Happy được 50.000 luôn rồi nè. Và bây giờ Happy sẽ đi giao hàng cho một quý khách nữa nha. Bây giờ Happy sẽ chờ nha. Thêm một tờ nữa là Happy đủ mua vé máy bay rồi đó các bạn ơi. Hôm nay mình giao được một cái bánh kem là mình vui quá các bạn ơi. Và bây giờ Happy sẽ chờ thêm khách nữa. Và còn có đúng một cái bánh luôn rồi các bạn ơi. Tại vì Happy làm có hai cái bánh nè. Rang, rang. Ủa, tiếng ai gọi? À, nghe có khách nữa đó. Yeah. Bây giờ Happy sẽ lợi Happy mở má nha. Alo Happy hả? Ủa, chị Na. Ôi, chị Banda nè. Chị Banda nghe nói Happy hôm nay có bán bánh đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, sẵn chị Banda đang thèm bánh luôn, Happy hãy giao cho chị một cái bánh nha. Ok, mà quên đó chứ chị Banda. Gì Happy? Chị đang ở đâu vậy? Ôi, chị Banda đang trong tiệm cắt tóc nè. Tại vì chị Banda đang cắt tóc nhưng mà thèm bánh quá cho nên mới gọi Happy đó. À, với lại chị Banda thấy Happy đăng đó đúng không? Đúng rồi. Ok luôn, chị Banda. Để bây giờ Happy tới nha. Bye. Ok, giao liền nha. Ok. Bây giờ chị Banda là khách VIP nên bây giờ Happy sẽ đi gói quà luôn, đi gói tận tay luôn nha, tận tay. Rồi bây giờ phóng thẳng lẹ, nhanh lên các bạn ơi, nhanh lên đừng gói quà đưa cho chị Banda. Đi thôi. Ui, trời nãy giờ mệt quá, để vô chùi chân cái. Chị Banda ơi. Ủa, Happy tới rồi hả? Đúng rồi, chị Banda Happy tới rồi nè, giao chị Banda nè. Đâu, bánh chị Banda đâu? Bánh chị Banda nè. Wow, đẹp quá, ngon quá vậy. Bao nhiêu tiền một cái vậy Happy? À dạ, 50.000 chị Banda ơi. Ồ, 50.000 hả? Bánh làm ngon lắm. Rồi, được rồi, ok, trả tiền cho Happy nè. Rồi, đâu chị Banda? Nè, Happy lấy đi nha. Đó. Ok, Happy cảm ơn. Rồi. Yeah. Chị Banda biết sao mà Happy bán bánh không? Sao vậy Happy? Đừng Happy đi du lịch đó. Wow, Happy đi du lịch chơi hả? Chị Banda muốn đi chung không? Ôi, cho chị Banda đi chơi với. Ok luôn chị Banda ơi. Trời ơi, Happy biết tự làm kiếm tiền để đi du lịch chơi luôn hả? Rồi, nhưng mà chờ một chút nha chị Banda. Bây giờ chị Banda phải đi qua nhà Happy cái nè. Ok. Bây giờ chuẩn bị đồ nữa đó chị Banda ơi. Vậy đó hả? Vậy Happy lấy đồ Happy đi. Ok luôn chị Banda. Happy định đi hai lần cái Happy thấy chị Banda cái Happy đi chung luôn. Vui chị thế. Rồi, bây giờ Happy sẽ lấy vali và bỏ đồ vô chỗ này ơi, phải bỏ đồ vô nha. Chị Banda cầm giùm Happy cái thẻ này nha. Cầm cái thẻ đó mình mới đi được đó chị Banda. Ủa vậy đó hả? Đúng rồi. Thẻ đó là thẻ gì vậy Happy? Cái thẻ đó là thẻ tên đó chị Banda. Ủa vậy đó hả? Rồi bây giờ Happy sẽ tắt cái máy tính này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi thôi nè. Wow, vui quá. Vui quá chị Banda ơi, đi thôi. Đi vô thang máy, đi xuống lầu thôi. Đi thôi chị Banda ơi. Mình không có cần đeo theo đồ ăn đâu chị Banda. Tại vì trên đó có đồ ăn rồi đó. Ủa vậy đó hả? Vậy là mình chỉ cần mang tiền thôi là được rồi hả Happy? Đúng rồi. Đã không chị Banda? Wow, đã quá. Ui, thôi bây giờ mình đi nè chị Banda ơi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Và đóng cửa lại chị Banda ơi. Ủa vậy hả? Ừ đúng rồi. Quên. Đi thôi. Trời ơi, nãy giờ chạy mệt quá chị Banda. Thôi chị cũng mệt quá Happy ơi. Thôi chị Banda ơi. Cái gì Happy? Chị Banda ngồi xuống đi để Happy mua vé cho ha. À, Happy biết mua, Happy mua giùm chị luôn nha. Chú ơi, mua cho con hai vé. Ủa gì vậy? Bán cho tôi hai vé chứ. Ừ lộn, bán cho tôi hai vé. Biết lớn. Rồi, xong, cảm ơn nha. Đi nè chị Banda ơi. Đi thôi. Nè vé nè, cầm đi. Cầm. Tạc, chờ chị đi. Ê, với. Khoan, chị Happy. Chị Banda được ngồi ghế đi để bây giờ Happy sẽ để lên đây rồi bây giờ. À, để vali lên hả? À đúng rồi, để coi. Wow, cho nó chạy qua máy để coi. Ui, mình có đem mấy cái đồ bằng sắt theo không á đúng không? Đúng rồi, có nhiều người đem theo mấy đồ bằng sắt nữa nè. Mình đi máy bay là mình không được đem mấy cái đồ mà bằng sắt theo nghe, người ta không có cho mình đem theo đâu đó. Mà chị Banda ơi. Nghe Happy. Cái vali của Happy bằng nhôm. Ủa sao kỳ vậy? Vậy là có cho đem theo không? Cho luôn chị Banda. Wow, kỳ thế. Bằng nhôm chứ không phải bằng sắt đâu. À vậy hả? Đi. Thôi đi thôi, may quá chị Banda không có đem đồ gì theo hết. Rồi, đem đồ mặc thôi. Đem đồ mặc thôi, mắc cười quá. Rồi. Ủa, ngồi đây chờ hả? Đúng rồi, chị Banda coi tivi không? Ồ, coi tivi nữa hả? À, quên đi chứ, quên đưa vé. Trời ơi, không đưa vé mà đủ đi. Nè, đưa cho cái ông này. Rồi đi chị Banda ơi. Ồ, đi hả? Chờ chị đi Happy ơi. Ok, rồi. Đi nè.
Rồi xong lên ghế ngồi đi chị Na. Ủa mình phải chờ nữa hả? Lâu thế. Để Hebi bỏ vali lên nha. Ủa cái này là mình chưa lên máy bay. Ủa mình lên máy bay rồi hả? Rồi. Ủa, vậy mình phải thắt dây an toàn vào nha. Chị Na muốn ăn gì không chị Na? Ủa trên này có gì để ăn vậy Hebi? Trên đây có nhiều món lắm ăn không? Có món gì vậy? Thôi chị Na đi lợi heo Hebi nè. Đó có chỗ thì chị Na coi đi. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá Hebi ơi. Có chuối nữa, có dâu nữa hay gì kìa. Chị Vân Nam muốn ăn gì không? Để Hebi order cho. Nếu vậy thì chị sẽ quyết định là chị ăn bánh mì. Ăn bánh mì đúng không? Đúng không? Rồi. À cái đó là món của Pháp chứ không phải bánh mì đâu chị Vân Nam. Phải không? Vậy thì cho chị ăn món của Pháp đi Hebi. Đó, nó là món bánh tráng nhưng mà ngon lắm á. Ủa bánh tráng trộn hả? Không phải. Chứ cái gì? Thôi để bây giờ Hebi sẽ kêu cái ông này cho Hebi tự lấy luôn nha. Hebi tự chọn cho chị bên đây đi. Như Hebi muốn uống sữa hay uống sữa cam? Cho chị sữa cam đi. Chua chua, okay. Ngọt ngọt, có vitamin C nữa. Ngon lắm á. Lấy sữa cam cho chị nè, hay bị tự lấy luôn nè. Chị Banana ăn nhiều hay ăn ít nè? Một phần thôi, tại vì chị Banana ăn ít lắm. Còn Hebi ăn cái miếng nhỏ này. Ok. Ăn trái cây tráng miệng luôn ha. Ăn trái cây cho nó tốt cho sức khỏe của mình nữa. Ăn dưa hấu. Wow, rất rồi, lắm lên. Đây. Nè, của chị Banana nè, ăn đi. Wow, ngon quá, nhâm 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 nhâm. Ngon quá Hebi ơi. Ăn miếng dưa hấu vô. Wow. Nè chị Banana ăn không? Hebi ăn dưa hấu đi. Chị Banana muốn sữa à? Sữa cam hả? Chị okay. Banana muốn uống sữa cam chua chua. Hebi thì Hebi sẽ ăn dưa hấu. Wow. Và ăn bánh tráng chị Banana. Ngon quá Hebi ơi. Công nhận trên máy bay này có nhiều đồ ăn ngon quá ha. Trời tối rồi, thôi chị Banana mình đi ngủ chị Banana ơi. Thôi chị có buồn ngủ quá Hebi ơi. Để Hebi tắt đèn nha. Không biết như nào mới đến chỗ chơi nữa. Tự nhiên đang ngủ, tự nhiên đói bụng quá. Chắc Hebi phải kêu order đồ ăn quá. Chị Banana ơi. Gì vậy Hebi? Trời, chị Banana có đói bụng không? Chứ Hebi đói quá à. Chị Banana buồn ngủ, chị Banana đang ngủ mà. Không có đói bụng. Ui vậy hả? Vậy chị Banana ngủ tiếp đi nha. Trời ơi, vừa mới nói thôi chị Banana ngủ tiếp nữa rồi. Thôi bây giờ Hebi đi lấy đồ ăn nha. Bật đèn sáng lên. Trời, Hebi sẽ ăn donut nha. Donut ngon quá. Hebi sẽ ăn donut vani. Ui, tự nhiên uống sữa cam vô làm đắng nhát. Làm nó cái vị nó rất là tệ luôn á các bạn ơi. Thôi buồn ngủ quá, tan ăn cái buồn ngủ quá. Thôi ngủ tiếp nha các bạn ơi. Lo. Quý khách hãy tỉnh dậy mau, máy bay đã hạ cánh rồi. Quý khách hãy xuống máy bay và đi chơi đi nè. Ôi trời, sáng rồi chị Banana ơi, dậy đi ngủ hoài, ngủ chạy ke luôn. Tới chỗ rồi hả Hebi? Đúng trời rồi. Trời ơi, ngồi ngủ quên luôn. Làm rớt cái thẻ tên của Hebi luôn rồi. Chụp lên đi Hebi. Trời ơi, mình vụng về quá. Thôi bây giờ lấy vali nè chị Banana ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thuê phòng nè. Đi nè chị Banana ơi. Chị cũng đi theo Hebi đó. Nè xe ở đây nè chị Banana, xe biết ở xe ở đây nè. Đi theo Hebi nè. Ok chị đó. Đi theo nha. Rồi lên xe chị Banana ơi. Lên xe nè. Chờ đó. Chị đi với. Tới phòng nè chị Banana ơi. Wow. Phòng dễ thương quá ha. Ủa phòng này là mình thuê mình ở đó hả Hebi? Đúng rồi. Wow đẹp quá Hebi ơi. Tới phòng rồi Hebi thay đồ. Vậy chị Banana cũng muốn thay đồ nữa. Đồ đâu Hebi? Đồ đây nè, chị Banana muốn thay bộ nào? Chị Banana sẽ lấy bộ này ra thay nha. Bộ đồ ngủ đám mây hả? Ừ. Chị Banana thích dễ thương hả? Ừ, thay vô. Mặc đồ y chang Hebi luôn. Vậy mình đi khỏi xà lạc Hebi. Chị Banana ơi. Gì Hebi? Quên giặt đồ nữa chứ. Mình phải lấy đồ ra giặt nữa hả? Đúng rồi, chỗ này có chỗ giặt đồ nữa nè, đi theo Hebi. Ok, đây là phòng bếp nè. Chỗ này tiện nghi ghê. Còn đây là cái phòng giặt đồ nè. Có máy giặt nữa, đẹp quá dạ. Rất là dễ thương luôn nè. Wow. Bây giờ Hebi sẽ giặt nha. Rồi, trong khi chờ giặt Hebi đó bụng á, chị Banana nấu ăn cho Hebi đi. Ủa gì vậy, chị Banana có biết nấu ăn đâu Hebi à? Không biết nấu ăn luôn hả trời ơi. Ui, có mì nấu sẵn luôn nè. Wow, người ta chuẩn bị sẵn cho mình luôn Hebi. Nấu qua. Ui, cẩn thận Hebi ơi. Đúng quá chị Banana ơi. Chị Banana muốn ăn bánh mì chét mứt chị Banana. Ui, chét mứt nghe ghê quá, thôi chị không ăn mứt đâu. Vậy hả, thôi chị Banana ăn mì đi ha. Ok, chị sẽ ăn mì sốt spaghetti. Hebi thì sẽ ăn bánh mì chét mứt nè. Ui, ngọt lắm. Ham cái mứt này vừa ăn luôn á chị Banana. Hebi có ăn thử rồi đó, rất là ngon luôn. Gì đó hả? Chị Banana ăn không? Ôi, chị không thích đâu, chị muốn ăn mì sốt spaghetti thôi. Rồi, vậy chị Banana ăn đi nha. Wow, tuyệt vời. Dịp. Chua quá chị Banana ơi. Chị chát nhiều chị. Chán nguyên hũ rồi luôn. Chị Banana ơi, chị Banana để Hebi xịt tương vô chị Banana ha. Ôi, xịt ít ít thôi Hebi ơi, nhiều quá rồi. Cay lắm. Cái này là tương cà chị Banana ơi. Tương cà hả? Vậy cũng xịt ít ít thôi để chua lắm.
Ừ. Nhâm 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 ui, nhâm nhâm. Trong khu lúc mà chị Banana không biết thì Abby sẽ cho chị Banana. Tì. Nhâm 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 nhâm. À, chua quá vậy. Trời ơi, chị Banana bị dính đến sốt luôn à. Trời ơi, Abby này hồi nãy chị Banana nói không ăn sốt cà chua nhiều mà chua quá. Chua quá, lẹt 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 đi. Ê, chị Banana nhìn lên đầu chị Banana đi. Ôi, cái đầu tôi bốc khói rồi, nhão nhẹt à, thôi đi tắm thôi, ghê quá Abby ơi. Trời ơi, hay chơi vui mà chị Banana. Không có gì vui á, chị Banana phải đi tắm liền mới được. Ôi, xả nước ra, xèo xèo xèo, Abby chơi ghê quá à. Trời ơi, tóc mình đã màu xanh lại rồi nè, sảng khoái gì đâu, tóc nước đi đi nè. Quên rồi chứ chị Banana ơi. Quên cái gì vậy Abby? Nãy giờ mình giặt đồ lâu lắm rồi. Ờ hen vậy thì Happy hãy lấy đồ ra đi chứ giặt nãy giờ lâu rồi mà nó hư luôn Happy. Hư luôn bộ đồ đẹp luôn chị Banana ơi. Rồi em đi mở ra rồi nè. Ui bộ đồ của mình thơm phức luôn chị Banana ơi. Ờ đồ chị đâu lấy ra luôn. Ok lấy chị ra. Lấy đồ của chị Banana ra nha. Mặc vào bình chiêu. Happy cũng sẽ mặc vô luôn. Rồi chị Banana sẽ thêm dẹp. Ờ Happy dẹp đồ giúp chị luôn đi cho Happy. Ok chị Banana. Hai bộ đồ giống nhau không biết bộ nào của ai. Ơi mệt quá quần ở trong phòng thì mệt. Ôi chừng nào mới đi chơi Happy. Ê chị Banana. Đi Happy. Hay bây giờ mình đi chơi luôn đi. Ừ đúng rồi đi chơi đi. Ở trong phòng ngoài chán quá à. Ui có game nữa nè. Ôi không chơi game muốn đi chơi hà. Ừ vậy thôi mình đi chơi nè chị Banana ơi. Ừ đi. Đi nè đi xuống lầu ngoài nè. À, xuống lầu hả. Đi đi thôi. Ủa ở đây là ở đâu vậy Happy? Ở đây là rạp chiếu phim hay lắm đó chị Banana. Ủa rạp chiếu phim hả. Happy coi đó. Happy coi ở trên điện. Ờ Happy coi ở trên máy tính đó. Wow giờ mình vô rạp coi phim nha. Ok luôn chị Banana. Chị Banana muốn ăn gì không? Ăn cái gì bây giờ chị Banana không biết nữa, chị Banana mới ăn mì xong thôi, mà. Thôi, Happy sẽ đem bắp rang nè, có bắp rang nữa nè. Wow, bắp rang hả? Ngon quá vậy. Dạ, đem theo cái hũ muối luôn. Rắc muối vô ăn hả? Không, rắc đường vô chị Banana ơi. Em mua bắp thì mình phải mua nước uống nữa Happy ơi. Ờ quên nữa chứ, chị Banana ăn donut không? Ôi cho chị hai cái donut đi. Ôi ăn nhiều quá nè. Ôi để dành hồi lỡ đói sao? Ok, Happy lấy nước luôn nè. Mấy cô là khách du lịch đúng không? Đúng rồi, Happy với chị Banana là khách du lịch đó đúng không chị Banana? Đúng rồi, mình du lịch mới tới mà. Đúng rồi, nên được miễn phí với chị Banana. Wow, đây nghe nói vậy đó. Được miễn phí gì? À, cái này chắc là có trong vé của mình luôn đó Happy. Đúng rồi, đi nè chị Banana. Đi vô coi phim nè, ngồi ở đâu vậy Happy? Lên ghế này ngồi nè. Wow, đã quá vậy. Trời ơi, nãy giờ tôi đi tìm hạt xoài, không thấy hạt xoài. Mà tới lúc mà tôi không đi tìm nữa thì nó lại có. Cái gì mà kỳ cục quá vậy nè. Trời, con này nó lợi nó ăn hạt xoài của mình. Ai cho đâu. Ui con này thấy ghê quá, thôi đi ra chỗ khác. Trời ơi chị Banana, cái phim này Happy thấy không có gì hay hết là chị Banana. Bởi vậy bà cứ lo đi tìm hạt xoài hạt gì của bà không à. Chán phèo. Đúng rồi thôi mình đi ra. Hèn gì đó vé xem miễn phí là đúng rồi đó Happy. Ăn bắp rang vô nãy giờ coi không ăn được cái gì luôn á. Bởi vậy cái bà đó bà làm dở quá à. Chị cũng quên ăn luôn á Happy. Quên ăn luôn hả chị Banana? Quên ăn quên ngủ. Giờ chị mới nhớ chị ăn nè. Với lại cái bánh này nó bà ơi, cái bánh chị rớt rồi. Với lại cái bánh này nó cũng ăn không có ngon nữa chị Banana ơi. Trời ơi, cái chỗ này dởm quá. Thôi mình đi chỗ khác chơi Happy. Chị Banana, chị Banana muốn đi chợ đêm không? Quá chợ đêm hả đi. Giờ mình sẽ đi chợ đêm mua sắm đi nha. Trời ơi chị Banana ơi, nãy giờ Happy chị Banana đi tới sáng luôn. Wow, trời ơi chợ đêm mà buổi sáng hả? Ừ. Lạ quá vậy ta. Ê chị Banana muốn ăn cơm không? Ừ, ăn cơm hả? Ăn cơm tôm hay là ăn cơm đậu hũ? À, ăn cơm tôm đi. Rồi, có sẵn luôn. Cô ơi, bao nhiêu tiền vậy cô? À, khách du lịch thì được miễn phí. Ồ, vậy là cái này hình như là mình đi trọn gói luôn Happy. Ôi, đã quá chị Banana. Mình mua vé máy bay là có được luôn á, trò chơi và ăn uống miễn phí luôn. Đã quá nè. Ê, chị Banana. Gì? Nhâm. Chị Banana muốn ăn bánh ngọt không? Ăn bánh ngọt nữa hả? Ăn luôn. Ok chị Banana. Ui, phải xếp hàng. Ồ, lâu quá vậy. Đúng rồi, bây giờ vậy mình đi chơi chỗ khác đi Happy ơi. Ok, chờ cho cái chỗ này nó bán hết đi nha. Đúng rồi. Chờ bán cho khách kia, chờ trước đi. Quá, có mấy cái gì ngon quá kìa Happy. Ôi, cái này á, Happy biết nè, cái này là món của nước Anh nè chị Banana. Quá, lạ quá, chị muốn ăn thử quá Happy ơi. Đây là món cá ở cá khoai tây đó. Thôi, mình ăn thử đi. Ok, ê bạn ơi, gói cho tôi một phần cá khoai tây nha. Ok luôn, khách du lịch được miễn phí hết luôn nha. Nhìn ngon quá Happy ơi. Ui, đã quá chị Banana ơi. Bán lại đi. Ok luôn, đây. Wow, trời ơi, cảm ơn Happy nha, thơm quá hả. Thôi chị Banana ăn nha. Nhâm nhâm nhâm. Wow. Chị Banana cho Happy ăn thử với. Ừ, em thử đi Happy. Ok, nhâm 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 nha. Ngon không Happy? Ngon quá. Ê, ăn pizza không? Quá pizza, mày ăn luôn Happy ơi. Mình phải ăn thử
thử hết nha. Nhưng mà chị Banana, cái pizza này nó nguội rồi, Happy sẽ mua cái pizza mới vừa ra lò luôn nha. Ừ, mình mua một phần thôi Happy ơi. Ok. Chị Banana và Happy sẽ ăn một phần thôi để mình ăn được tại nhiều cái, món. Tại vì cái này là cái pizza to lắm á, nên ăn một phần thôi. Em chị Banana ăn một nửa ha. Đúng rồi. Ê, ơi, chú ơi, cho Happy một phần pizza nha, nóng hổi luôn. Nóng hổi thì ok. Đây, wow, pizza nè, nóng hổi luôn. Wow, hổi đi Happy ơi, phù phù phù. Nhâm 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 nhâm. Ngon hơn cho chị nhất. Nhâm 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 nhâm. Rồi, chị ăn hết luôn. Ngon quá Happy ơi. Ăn bụng luôn Happy. À, vậy chị mình đang uống uống nước ngọt vô đi ha, cho nó hết no cho ở ra là mình ăn cái luôn. Nó tiêu quá đúng không? Đúng rồi. Ê da. Rồi chị mình đang đói chưa? Trời ơi, mới uống nhưng mà đói như vậy. Ủa mà bên kia có gì ngon nữa không Happy? Nè, hamburger. Wow, để chị muốn thử luôn hamburger. À, nhưng mà Happy phải ship hàng, nhưng mà còn có một bạn à. Ừ, chờ đi, một bạn mình chờ được Happy. Ok luôn, ê da, rớt mắt kiến rồi. Ui, cho tôi một phần khoai tây. Ok luôn. Đây, khoai tây của bạn. Rồi, sao mà chị Anna ơi? À, vậy mình vô mua đi. Nhớ cho mình một phần khoai tây và một phần hamburger. Ok, có sẵn cho bạn luôn, miễn phí. Happy ơi, hãy dặn hamburger nhiều rau nha. Nhiều rau mình phải ăn rau nhiều mới tốt đó Happy. Ok luôn chị Anna. Nè chị Anna ơi, chị Anna ăn khoai tây ha, hamburger. Chị ăn hamburger nhiều rau. Nhâm nhâm nhâm. Nhâm 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 nhâm. Cho Happy ăn chung với nha. Ừ. Nhâm 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 ngon quá chị Banana ơi. Quá ngon luôn. Ăn khoai tây nè, xịt miếng tương cà vô. Xịt miếng tương cà vô là ăn hết sảy con mà bay luôn. Để chị Banana ăn đi. Ôi chị Banana ăn rồi, nhâm 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 nhâm. Rồi, ơi chị Banana. Đi Happy. Chị Banana, với Happy thử thách ăn đồ cay hay không? Ui, đồ cay hả? Đúng. Vừa nghe nói thôi là đã cay rồi đó Happy. Đã cay luôn. Cay quá. Cho Happy một phần nha. Cho Happy một phần cái tô canh, tô mì cay này nha chị Banana. Trời ơi, cay quá. Nhưng mà mình ăn riêng là mình cay lắm á chị Banana. Thôi Happy ăn thử trước nhum, đi. Nhum 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 nhum. Cay quá. Trời ơi, bóng khói luôn. Cay quá trời ơi. Happy ăn hết luôn rồi, thôi chị Banana ăn đi. Trời, thôi đúc chị Banana luôn. Cay chưa? Cay quá Happy ơi. Hết rồi chị Banana ơi. Ui, mà chị muốn ăn sushi không? Trời ơi, sushi ngon quá kìa, thử luôn đi Happy. Bà ơi, cho tôi ăn một phần sushi nha. Ok, có sẵn trên bàn luôn. Lấy cho chị một phần nha Happy. Ok, phần của chị Banana đó nha. Wow, sushi nè, chấm ăn vô, nhâm nhâm nhâm. Đó là sushi tôm. Ôi, tôm ngon quá. Wow, ăn nhâm nhâm. Ôi, cái này là sushi trong biển Happy ơi, ngon quá. Còn một miếng sushi này là sushi cá hồi nè, chị Banana ăn luôn nha. Nhâm 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 nhâm. Chị Banana ăn ngon quá, Happy cũng ăn luôn. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá, no bụng quá. Happy cũng ăn luôn, tôm và cuối cùng là tôm. Vui. Ây da, no nóc luôn Happy ơi. Đúng rồi, no nóc luôn chị Banana ơi. Thôi, để bây giờ Happy dẫn chị Banana về phòng nghỉ ngơi nha. Và clip của Happy đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như mà các bạn thích thì lần sau Happy sẽ đi khám phá tiếp nha. Giờ thì bye bye, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.